hãy cùng chào đón Puka và Quang Trung. Yeah. Ôi, lại nơ à? Dạ. Hình như cuộc đời em gắn liền với những cái nơ hay sao ấy Puka? Đúng vậy, em thích nơ. Có nghĩa là nhất quyết là ở đâu đó trên người em phải có nơ. Dạ, có nơ mới nên thơ. Và anh nghĩ rằng tại sao em không là Bukaner? Nghe nó rất là Tây và nghe nó rất là sang. Bukaner nghe như container vậy. Không, chỉ có tên mà. Buka là nghệ danh thôi, tên thiệt là Nguyễn Kiều Cẩm Nơ. Tên thiệt là Nguyễn Kiều Cẩm Nơ. Chào em. Chào anh. Dương Thanh Vàng. Vừa rồi em học cái điệu của ai đấy? Cái điệu nhảy này em học của chị Buka. Biết ngay. Anh đang định nói. Em ra đây em bị rung á. Tại vì đến với chương trình Giác Quan Thứ Sáu thì em không biết là cái giác quan của mình nó có đủ mạnh không. Thì em có nói với chị Buka là chị làm sao để em lát ra sân khấu em tự tin. Chị nói lát ra nhảy đi. Em nghe ai cũng nghe Bukaner. Em có biết Bukaner đóng vai trò gì trong chương trình không? Chị Buka ở đây với cái vai trò là đưa ra lời khuyên cho em. Khuyên tôi, còn em nghe không là việc của em. Em sẽ tin Trung. Chứ em không tin Buka. Em không tin Buka. Tại sao? Tại vì em với chị Buka có rất nhiều cuộc chinh chiến với nhau. Và cái giác quan của chị Buka rất lạ. Chị Buka luôn đúng. Chị nói gì nghe theo điều ngược lại là chính xác. Cái đó là điểm nhấn đâu. Em nhớ như vậy. Có nghĩa là chị đã thành công trong cái sự tạo điểm nhấn của chị rồi. Em nhớ nhá. Tất cả mọi người đúng, Buka sẽ sai. Tất cả mọi người sai, có thể Buka sẽ đúng. Vẫn có thể Buka sai luôn. Thì đấy, anh nói từ có thể mà. Hãy cùng gặp gỡ với 6 khách mời trong chương trình.